Thank you.
xin xuyến phủ tâm phù nguyện cho già thì được mạnh khỏe, trẻ thì được bình an, vô tai vô nạn vô hoạn vô ích, có tai thì Chúa giải tai, có nạn thì Chúa giải nạn cho các bà bạn chủ nghĩa bóng cầu dân nhất tâm của phục tu tiết đàn tràng tiến lễ thượng nguyên để cầu an cầu tài cầu ngọc cho trăm dân muôn họ chúng con a di đà phật. Thế mà năm xuân vương Chúa về nhá, thế mà bản ra bản phủ trong tay áo của Chúa nhá. Dạ. Thế mà Chúa cho con người con của mình khỏe bình an, mà cái tay qua là khỏi, mà cứ làm ăn cho chuyện rồi mà bến nó chảy mặt dòng, mà thỉnh thoảng có cái bèo giạt nó mới trôi, nó ngăn cách. Vâng. À. Chúa. Con người ta thì cũng phải lênh đênh sống số. Vâng. Thế mà cái lẽ của Chúa nó kêu là đến rất lâu rồi. Dạ. Thôi là thế ơi, Chúa ơi, công thương con vất vả quá. À, cứ đêm nó trong ngày mình nó làm nó cũng kêu. Vâng. Rồi này, cho con xin giúp bần thiên. Chú cho mình khỏe bình an, không có covid có veo được nha. Vâng. Chú cho lộc cho đài lâm vỡ tự hướng cách gần cách xa hoa mai hoa má thế. Cứ dền đi, kế của Chúa. Vâng. Con lại dền. Thế mà hôm nay Chúa chứng cho tất cả các linh kế mà hôm nay con hương đệ tử mỗi nhà cứ nhận cho một có lớn hai y phục của Chúa nhá. Vâng. Thế mà cho nhận cho cái ghế họ đặng hoạt động này. Cái xe thì tiền cho Chúa cái xe ghế họ đặng. Ôi trời ơi, Chúa đỡ cho con to một tí. Cứ tiến cho Chúa thành tâm, Chúa sẽ cho con to hơn. Không phải 4 chỗ mà là 7 chỗ thôi. Vâng. Cứ có mạnh khỏe
Chúa,
Thank you.
Thank you.
A Di Đà Phật. Dạ con cung thỉnh ngũ vị tôn ông hội đồng quan lớn, con cung thỉnh đệ nhất thượng thiên đệ nhị thanh ca giám sát đệ tam điều bát đệ tứ công sai đệ ngũ tuần tranh kim chi đôi nước hóa giải đàn tràng lòng vần khánh tiệc cát nhật đường thời ngày này tháng tốt ngày tốt tháng đẹp ngày đại an giờ đại cát ban đền bàn phủ tối ninh tôi thú thủ nhang thanh đồng họ Nguyễn họ Trần cũng còn đóng bè tập phúc tu thiết nế nghi nế mỏng nồng thành tờ vàng nã sớ tờ đơn nã trạng cười trở vạn nước tỉnh Phật chuyên sinh cung minh tam phủ công đồng tứ phủ vạn ninh chết lễ trần triều sơn trang phụng cống hoa nghi nông chu tượng mạ bát nhã thuyền rồng hình thoi voi nốt trả nợ tảo quan di cung hoán số cất duyên âm cầu duyên trần cất sao giải hạn tống bách trừ tai thu tống tam tai đông minh nghỉ được bách phúc họ Trần bắc ghế cho vua mẫu ngồi làm ngôi cho ông ngự ông xe non giá ngự ông xe giá ông dáng dương ngầm lấy danh cho bản điện ông lấy tiếng cho thủ nhang họ Nguyễn anh đồng họ Trần cùng nam tử nữ tử hôn tử tế tử nội tôn ngoại tôn của ghế họ Nguyễn họ Trần tử nay trở đi tử chi trở nay tôi gót ra về nhà nào phúc đấy đức tựa như vân nai tải như xuyên trí ông lại đổ cho trẻ thơ khắp nơi nơi tròn vành rõ chữ bốn mùa bát tiết xuân hạ thu đông mùa nào tứ ấy ầm ầm tả ra xuân tiên nhị kỵ tam tòa tháng tám tiệc cha tháng ba tiệc mẹ ngày mùng bốn tháng hai năm nhâm dần niên tu tiết đàn tràng tiến lễ thượng nguyên di cung hoán số trả nợ tào quan cất sao giải hạn tống bách tử tài tu tống tam tài đông minh điện cho thần đất phúc giản a di đà phật ông ban khen ban thưởng cho lời kêu tiếng tấu mà lời cầu tiếng khẩn của thủ nhang thanh đồng họ Nguyễn họ Trần cờ vì đại đấu cho xuất ra các chủ ngày hôm nay ông cũng ban khen ban thưởng cho tay quỳnh tay quế tay loan tay phụng ông ban khen ban thưởng cho thanh văn đàn tiếng ngát đàn ngọt tháp tay mưa mông quẩn áo không nể a di đà phật ông cũng ban khen ban thưởng cho thanh đầu nào quan cùng các gia các chủ ngày hôm nay ghé bóng cầu dâm để ghé tâm cầu phúc xin sức khỏe để đã ăn nên làm ra tìm ra kiếm thấy a di đà phật ông ban khen ban thưởng cho lời kêu tiếng thống à. Ông ban khen ban thưởng cho thủ nhang đồng đền ban khen ban thưởng cho văn đạt tiếng hát quỳnh quế tứ trùng đôi bên các đinh các ngày ngày hôm nay nha sáng sao giải hạn thay hình đổi lốt tống ách trừ tay dây dư giả lợi tàu quan dạ khen rồi ông phải chê dạ từ nay trở đi từ khi về sau bất cứ không là canh đàn tổ to hay tổ nhỏ đến khi tiến đàn các kế đều phải đứng dậy dạ chuyển mã tại sao là không chuyển mã dạ không trồng đàn vẫn còn chưa được phép của nhà ông thì ông cũng thương ông cũng phù hộ cho các gia các chủ non nằm trẻ dạ thì nó cũng là chưa biết làm ông ấy là sông sông chân chân quán tuyệt vời.
cho dù nước chảy hoa trôi. Sông 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 chân 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 chân. Mong cái thanh đồng người ta ngồi trong cái hồ chúa giải cái màn cái mát cho con mình đi, con mình nhỉ, không phải là cứ cứ sang lâu nhưng mà không có cái lời kêu, có cái người người ta nhặt cho mình chỉ cái mồm kêu cái lời kêu chứ không.
Thank you.
tiếng hát Quỳnh Quế nha. Chào mừng cho các Minh Nghe ngày hôm nay mà nhất tâm mà vỗ tay hầu chồng nhá. Mà chào vui vẻ vẻ vui nhá. Cũng còn là có một phần ba đoạn đường của ghế chầu nữa thôi. Ghế chầu còn một phần ba đoạn đường thôi. Thì cũng vui vẻ vẻ vui cho ghế chầu hãy đọc hãy tài cho tiếng của chầu. Cho nó lo lót cái việc thánh kính, nó cái biết trần gian. Cái này nè. Cho nó vui vẻ vẻ vui để cho gánh nó cái công việc trần gian nó còn đang thở. Đợi hỏi tiếp. Thầy chào.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.